Chào các bạn, mình là Tuấn. Hôm nay mình làm video này để chia sẻ với các bạn cách cấu hình Serif 10 cộng với Cucumber. Và hôm nay mình muốn dùng cái ngôn ngữ TypeScript. Và cuối cùng, sau khi đã viết script và run test script, mình có thể generate được HTML report. Thì sơ bộ nó sẽ như thế này. Thì đầu tiên mình sẽ download cái Serif 10 cộng, ở đây phiên bản mới nhất là 10.3.1. Sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn download một cái library mới nhất là Serif Cucumber Processor. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cấu hình đi qua một số cái documentation mà tác giả đã viết. Và cuối cùng mình sẽ viết một cái test script cho cái trang login. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt cái thư viện về HTML report. Như các bạn thấy ở đây, mình có thể generate được một cái report rất là đẹp. Mình sẽ không thể nào hướng dẫn cho các bạn hết từng chi tiết trong cái hình giống như trong hình những ở trên, nhưng mình sẽ đi qua một số cái cơ bản và đưa tài liệu cho các bạn có thể tham khảo để nâng cao kiến thức của mình. Ok, rồi mình sẽ vào bước đầu tiên là bước cài đặt Serif Cucumber và mình sẽ dùng ngôn ngữ TypeScript. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một cái folder trống. Mình delete folder này nha. Rồi các bạn tạo cho mình một cái folder trống, new folder, và đặt tên là Serif Cucumber TypeScript HTML Report. Ok, ở đây mình dùng Visual Studio Code và Grab and Drop. Đây là một cái folder trống chưa có gì hết. Đầu tiên các bạn cần phải cài đặt dependency, và các cái dependency các bạn cần phải cài đặt là Serif TypeScript và Cucumber Processor, Serif Cucumber Processor. Ok, đầu tiên các bạn cần phải khởi tạo cái project npm với câu lệnh npm init. Ở đây các bạn boot cái cho mình là trừ y để cho nó default. Ok, các bạn đã thấy generate cái packet default. Đầu tiên là cái tên của cái folder của các bạn thành cái tên của project. Rồi mấy cái này mình sẽ không nói ở đây. Rồi mình cần cài Serif. Để cài Serif các bạn gõ câu lệnh npm install Serif. Ok, một câu lệnh này nó sẽ lấy cho các bạn cái phiên bản mới nhất của Serif. Sorry, còn mình nó hơi ồn tí. Yes, các bạn đã thấy nó download Serif và một số cái dependency vào Notes Module folder. Các bạn chú ý là khi mình làm việc với GitHub mình không có commit cái Notes Module folder ở đây nha. Ok, tiếp theo mình cần cài đặt TypeScript. Trước khi cài đặt TypeScript mình sẽ nói một xíu cho các bạn. Sau khi mình đã cài đặt Serif rồi thì ở đây chưa xuất hiện cái thư mục Serif. Để làm cho cái nó xuất hiện cái thư mục Serif, các bạn cần đánh câu lệnh như sau: npx và các bạn Serif và các bạn mở Serif lên cho mình. Sau khi các bạn mở đó, các bạn sẽ thấy ở trên cái Visual Studio Code này nó sẽ nó xuất hiện thêm một cái folder. Để mình bấm vào đây thử ha. Bấm vào đây đó, các bạn thấy không, một cái folder là Serif nó xuất hiện và ở đây nó generate cho mình là chúng tôi đã add một số cái file đến project của bạn. Thì các bạn mặc định đó, các bạn có thể xem qua, nhấn continue. Ok, ở đây nó sẽ cho mình ba cái
browser suggest. Ok, mình có thể bấm qua là sử dụng Chrome. Yeah. Rồi mình ghi một xíu thôi. Oh, ok, ở đây các bạn tắt cho mình. Tạm thời mình tắt đi ha. Đóng nó lại. Ok. Vào xem thử coi. À, ok, ok, enter. Ok. Bởi vì mình sẽ dùng ngôn ngữ là TypeScript cho nên là theo Syrup nó sẽ get á. Chỗ này mình sẽ đổi cái file extension từ JS thành TS TypeScript nha các bạn. Ok, mình hit enter. Các bạn chú ý nha, cái này quan trọng lắm nè. Các bạn không đổi là sau khi cấu hình xong thì nó sẽ báo lỗi á. Ok, mình tạm thời mình đóng lại ha. Rồi, cài đặt Syrup xong rồi, mình cần cài đặt một cái thư viện tiếp theo là Cucumber. Mình ở đây mình có câu lệnh npm install, hay đơn giản các bạn có chữ y thôi là được. Ok, bootcamp a cộng nữa ha, mình thiếu a cộng. Rồi check lại thử coi. À, ở đây thư viện của người ta có chữ a cộng. À đây, nó hướng dẫn cài đặt có chữ a cộng ha các bạn. Rồi enter. Ở đây mình sẽ sử dụng TypeScript nên tiện thể mình cài TypeScript luôn. TypeScript. Rồi, trước khi cài mình check hai packet này coi. Nó mới chỉ có hai cái dependency mình mới cài thôi. Nên mình cài thêm TypeScript. Yes, very fast. Rồi, ok, đây nó có bài thôi. Ok, bây giờ mình tới cái bước tiếp theo là mình sẽ đi cấu hình Syrup với Cucumber. Thì các bạn mở cho mình là mình sẽ tham khảo cái Babel Syrup Cucumber Processor. Các bạn lên mạng gõ cái thằng Syrup Cucumber Processor này lên. Rồi nó sẽ show cho các bạn cái GitHub repo này. Rồi các bạn này đã cài rồi này. Rồi ở tới này mình sẽ coi cái document mà tác giả viết này. Document. Ok, mình đóng bớt cái tab lại ha. Rồi mình mở cho mình hai cái đầu tiên, Quickstar và Example. Rồi for Quickstar. Rồi configuration mình đã đọc qua ha. Ở đây mình cài TypeScript, mình sẽ viết cái TypeScript này. Mình sẽ cần cài bảo cái này này. Nhưng mà các bạn để từ từ ha. Đọc qua cái rồi viết cái test đầu tiên này. Ok, với cả rất là cool này. Ok. Được rồi. Lúc nãy mình mở hai cái là Quickstar và Example. Quickstar là cái này. Cái Example là cái này. Trong Example nó show cho mình á là nếu như trong công ty mình sử dụng ngôn ngữ là TypeScript á và cái bundle mà mình build á là Webpack hay ES Build hay Browser Serify, không biết mình có đọc đúng hay không, thì mỗi cái thằng bundle này nó cấu hình khác nhau xíu. Thì ở trong cái case của mình á, mình đang sử dụng Webpack cho nên là mình sẽ demo cho các bạn trước cái Webpack ha. Còn những cái thằng khác á, mình có thể làm tương tự. Rồi vào Webpack. Rồi trước tiên mình sẽ copy cái thằng syrup config.ts này cho nó giống cái mà tác giả đã suggest mình ha. Copy vào đây, vào cái file của mình. Dán nó vào xong rồi. Rồi ở đây các bạn thấy nó chưa có suggest cho mình, bởi vì sao? Mình thiếu cái thằng TypeScript config. Rồi các bạn back lại cái example ha, TypeScript back lại. Đấy, vô cho mình cái TypeScript. À nó không có gì hết ha. Rồi mình cũng phải tạo cái file này trên cái mình sử dụng TypeScript á, thì mình sẽ phải tạo là t
tsconfig.json. Trên này tạo thời các bạn boot cho mình cái empty đi. Rồi mình vào thử đây xem nó nhắc lệnh chưa ha. Nó chưa nhắc lệnh thì các bạn boot cho mình cái compile options. Ở đây các bạn chọn giúp mình là base URLs. Nó không có nhắc lệnh à. Nó có nhắc lệnh này. Base URLs các bạn ra ngoài cái thư mục not module giúp mình ha. Rồi mình thử sell lại coi ha. Sell lại. Còn bên này nó còn báo lỗi không? Rồi nó vẫn báo lỗi ha. Nó vẫn báo lỗi các bạn. Thử cho mình cái này. Để boot cho nó nhanh hơn đó, các bạn delete cái folder not module này đi và cài lại mấy cái dependency. Thì mình thường dùng cái command là rm-rf not module. Các bạn có thể delete bằng tay cũng được ha, nhưng mà mình muốn chạy bằng command line để cho mình nhanh. npm install. Install mình đánh tắt ra chữ y thôi được rồi. Ok, nó remove, nó cài lại. Ok, mình tắt đi, mình thử mở lại thử coi ha. Nó vẫn báo lỗi. Rồi các bạn boost cho mình cái thử coi ha. Vì cái này mình include cho mình cái folder là cái pattern là sao .ts. Ok, xem nó lại. What happened? Ok, nó tương đối, nó cũng báo lỗi. Mình thử chạy lại comment này ha. Remove nó module và cài lại coi ha. Ở đây nó vẫn báo cho mình cái lỗi này. Ok, tạm thời mình cứ để đó đi ha. Không sao. Lát nữa mình quay lại. Ở đây các bạn tạo cho mình cái thư mục end to end. Enter. Rồi sau khi đã cần fit cái thằng cucumber với size wrap xong, mình đi vào cái ví dụ lại ha. Là cái lần đầu tiên là mình viết. Ở đây mình đã cấu hình rồi ha, cấu hình rồi với TypeScript Webpack. Cho nên mình không cần cái này. Đây này các bạn có thể xem này, nó được xem end-to-end spec. Trong này mình có rồi ha. Đây, end-to-end spec. End-to-end feature and pattern spec pattern. Best pattern này để cho mình có thể chọn một cái group feature nào mình muốn chạy bởi cái folder, và sau này mình hướng dẫn sau ha. Ok, tiếp theo mình cần cấu hình cái gì? Chỗ này để từ từ ha, tìm hiểu xong. Rồi, mình vào cái config. Mình tạo thử ha, mình tạo thử một cái file syrup. Đây này, syrup mgn.go. Mình thử tạo cái .go. Copy cái nội dung mà sorry mình rồi là mình copy lại cái bộ tác giả rồi. Rồi trong này nó là ngn.go. ok, tạo ra một cái file. Ở trong cái file này mình định nghĩa những cái bước của mình. Rồi, ok, cái này chỉ là cái ví dụ thôi ha. Nó không có nhắc, nó không có bị lỗi nữa rồi. Cannot find the syrup web bug. Mình hiểu rồi ha. Các bạn để ý này, cái web nó kêu là không thể tìm thấy cái module web bug processor. Ở đây các bạn cài cho mình cái library này. npm install this one.
Ok, I hope it help. Rồi ở đây các bạn có thể để cái notes module là cái lý do mình boot cái này vô mà nó không có nhận ra được là do mình chưa có cài. Ở đây các bạn đã thấy nó hết lỗi rồi này. Webpack processor. Rồi, mình ghi ở đây là mình phải cài thêm cái webpack processor nữa hả? Ok, đây mình thêm chữ a cộng. Ok. Rồi, mình thử stack TypeScript lên nha. Stack TypeScript lên. Size Syrup lên, sorry các bạn. Ok, ở đây mình đã viết cái Cucumber script. Mình copy, không phải viết ha. Copy mình chạy thử với cả cái thằng đây là mình đã định nghĩa những step của mình ghi phần when then ở đây nè. Rồi các bạn chạy thử coi. NBX sitegraph open. Ok, cái này nó hơi phiền phức tí ha. Ở đây các bạn boost thêm cho mình thêm cái chữ là gạch gạch enter n để nó nhảy vào bên trong luôn. Mình không cần phải ấn vô cái button end to end. Ok, ở đây start with John. Thì đây các bạn đã thấy nó suggest cho mình cái từ một mặt đất đất Google này. Bấm vào cho nó chạy coi. Ra cái lỗi này. TS loader này, không thể show này. Ở đây các bạn cần cài cho mình thêm cái TS loader nha. Đây này, mình có TS loader nhưng mình cần phải cài. Nên tạm thời mình tắt cái site rep đi ha. Close nó lại và đi vào đây. Vậy các bạn thấy không, cài nhiều thứ. Rồi TS Cluster các bạn cài giúp mình. Rồi ở đây á, mình để ý luôn là Webpack nè, Webpack mình cũng phải cài này. Thường là tí nó cũng bao lỗi. Webpack nè, cài luôn. Ok, dependency mình check thử đây. Đây mình mới cài TS Loader và Webpack nè. Ok, mình nghĩ là đủ rồi đó. Mình chưa cài HTML report thôi. Mình cài sau ha. Rồi, mình chạy lại cái thằng Syrep. NBX Syrep Open. Mình muốn mở cái giao diện lên để mình xem. Trừ trừ end to end. Enter. Ok, bấm vào trong luôn. Ok, chạy luôn. Pass luôn. Ok, các bạn đã thấy này, nó sẽ chạy thành công với cái end to end này này. Rồi, ok. Mình đổi một tí ha. Cái bước này mình nợ lại ha. Mình tạm thời dùng luôn cái thằng đất đất go feature này của tác giả sợt ghét luôn ha. Coi như hai cái bước này tạm thời mình sẽ skip ở cái bài khác ha. Ok, mình tới cái bước tiếp theo là làm sao khi mà Syrep nó chạy xong á, mình có thể generate được cái report. Ok, tạm thời mình tắt cái này đi ha. Mình đến cái bước report. Thì ở đây á, đến cái bước mà report á, trước tiên để mà nó có thể generate được report á, các bạn vào đây. Ở đây tác giả có viết á về cái cách mà config là bấm vào. Rồi ở cái phần configuration này tác giả có viết á là mình sẽ cần phải tạo ra một cái file tên là như này, copy ha. Mình có option 2 nữa này, nhưng mà để đơn giản thì mình làm cái này ha. Tạo một cái file này mà boot cho nó JSON enable. Mình xem cái gì điều gì xảy ra ha. Đây mình tạo thêm cái file tên là này. Ok, enter. Mình quay bên này. Copy cái mà cái tác giả hướng dẫn ha. Copy. Đó, ok. Thì các bạn thấy này, lúc nãy mình chạy nó chưa có generate ra cái
kết quả. Rồi các bạn thử chạy cho mình với cái câu lệnh này ha. Thay vì end, thay vì open á, các bạn đổi open là run. Các bạn boost enter thì nó sẽ run ở cái mod head list đó. Thì ở đây á, các bạn sẽ thấy là nó generate cái video và generate cho mình cái report, có report rồi nha các bạn. Nhưng mà ở đây á, mình sẽ bị có một cái lỗi ấy, đáng lẽ là cái chỗ này này nó phải chứa những cái cucumber report á, thì nó lại chưa có generate thành công được á. Thì ở đây nó báo cho mình một cái lỗi là error or spam cucumber json format. Thì á, khi mà đọc cái tài liệu á, các bạn để ý này, ở cái phần config bạn click vô ha, test config, sorry, chờ mình xíu ha, mình kiếm coi nó nằm ở chỗ nào. Ở trong document tác giả có ghi hết hả? Test config. À, JSON report. Thì ở đây á, các bạn đọc á, là cái này mình cấu hình rồi ha. Cái này mình mới cấu hình rồi. Cái này mình cũng cấu hình rồi. Do mình là web pack cho nên là mình không có làm giống cái này. Rồi, ở đây á, nó yêu cầu cho mình á, là phải download cái cucumber json formatter. Thì mình chỉ cho các bạn ha. Mình bấm một cái link này, nó mở ra cho mình cái GitHub. Đây là cái standalone. Standalone có nghĩa là cái nó có một cái app mà nó đóng gói cho mình rồi đó. Mình chỉ việc vô mình download thôi. Ở đây á, mình đang xài Mac OS. Cho nên á, các bạn vào đây cho mình. Rồi, cái GitHub release này, bấm vào và tìm cho mình cái thằng ở trên. Các bạn là Windows hay Linux thì các bạn kiếm tương tự ha. Mình đang xài Mac OS nên mình sẽ download cái này về. Ok, mình kéo nó ra đây. Ok, rồi mình kéo cái này ra đây, rồi mình đọc tiếp ha. Trong cái thằng cucumber json format á, này này, ở đây nó require này, cucumber json format này để generate được report á. Mình là Mac OS nha. Cho nên mình sẽ download cái thằng này, mình mới download xong. Giờ mình cần phải rename nó lại thành cucumber json format. Đây mình rename nó lại ha. Ok. Nó standalone này. Là nó đóng gói á. Rồi, bước thứ hai là mình mua nó vào trong cái thằng Syref project này luôn. Ok, mua vào rồi, giờ nó nằm đây này, nó là library này, nó đóng gói rồi, mình không thấy nó là phải SQL á. Rồi, tiếp theo tác giả nói gì, chmod này, bước này mình thử không không làm qua ha. Rồi để verify mình đánh cái này vô rồi, nhưng tạm thời mình skip qua hai step này mình không làm ha. Ok, đọc tiếp cái hướng dẫn. Rồi ở đây á, các bạn xem lại cho mình cái phần document ha. Trở về document, vào cho mình cái phần JSON report để mình coi cách cấu hình ha. Sorry, document nó loanh quanh trong mấy cái thư mục này rồi ha. Mình bấm thử cái configuration này. Ok, đây mình sẽ thấy này, ở đây là step definition này. Tí nữa mình chỉ sau ha. Giờ mình cần khai báo cái formatter này, cái formatter này là JSON formatter đấy ạ. Rồi các bạn vào cái folder này, các bạn phẩy một cái format. Rồi các bạn đưa cái đường dẫn của cái file này vào đây. Ở đây hai cái này cùng cấp nhau này,
nên là đường dẫn mình đơn giản, mình chỉ viết bút là chấm. Ok, là mình chạy lại coi ha, chạy lại coi xem what happened. Chạy lại nè, lúc này report nó chưa có cái gì đúng không? Sau khi chạy xong nó cũng chưa có cái gì hết á. Nó kêu về asset nè, asset nè. Thì các bạn mới nhớ đến là lúc nãy mình skip qua hai cái dòng ha của thằng formatter đây này. Rồi ở đây mình tới boost cái này qua ha. Thấy chưa, không có là nối liền. Enter chạy là ha. End to end. Lần này phải được ha. Ok, các bạn thấy nè. Rồi, hiện tại nó đã generate ra cho mình được cái report cucumber rồi. Bây giờ vấn đề mình là cần convert cái JSON file này ra XML. Thì ở đây á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái library là các bạn cài giúp mình thì nó sẽ ra được cái report đẹp như thế này, tùy theo mình cấu hình thôi. Rồi, trước tiên các bạn copy cái này cài cho mình. Copy này, mình cài này, enter cho nó cài này. Ở đây các bạn ra được cái file report ha. Rồi. Tác giả search get tiếp. Để nhanh á, mình hướng dẫn các bạn luôn. Rồi, các bạn tạo một cái file á ghi là generate cucumber html report. Đây này. Bạn tạo giúp mình một cái file .js nha. Generate cucumber html report. Enter. Các bạn copy and paste cái nội dung này vào cho mình. Thử ha. Rồi Ubuntu là nurse. Ở đây á, mình tạm thời mình kéo cái terminal xuống ha. Rồi ở đây á, cái này nó ghi cho mình là cái gì? Pass đến cái JSON output. Là JSON output của mình hiện tại là cái file này. Ok. Mình manual tí ha các bạn ha. Mình sẽ tạm thời mình bỏ vô nó một cái folder gọi là out. Cái này mình có thể cấu hình được ha các bạn ha. Nhưng mà hiện tại mình làm bằng tay thử. Rồi các bạn bỏ vô cho mình trong này. Output. Ok. Ở đây á, vô cái file generate này, mình đổi cái thằng này thành output. Output. JSON dir. Ok. Rồi cái này các bạn viết luôn cho mình là XML. Ok, mình chạy thử ha. Rồi khi các bạn đã có cái file mà đây này, report rồi á, khi bạn chạy xong mà nó generate report cho mình ở dạng JSON rồi á, thì mình sẽ dùng một cái tool của library này á, mình có thể generate được cái dạng XML. Các bạn chạy cho mình cái câu lệnh này nha. Mình xóa đi cho nó các bạn dễ thấy ha. Not. Rồi mình gọi cái file generate này ra. Generate này ra để cho nó thực thi. Hit enter này. Enter, các bạn có thấy cái gì không? Nó ra một cái folder là XML và trong này nó sẽ chứa XML report. Các bạn ở đây copy cho mình cái câu lệnh này ha. Các bạn mở ra, copy lên browser của các bạn á, xem cái report ha. Thì ra nó ra được cái report rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn để ý ha. Rồi, đây là trường hợp với cái case mà nó pass. What happened với cái case mà nó fail? Okay, với cái case mà nó fail, mình nó có sẽ có cái hình ảnh cho mình. Thì mà ở đây mình muốn giới thiệu luôn cho các bạn. Rồi ha, mình ở đây mình sửa một tí xíu ha. Ở đây visit cái trang này, yes, have attribute lay holder. Mình sẽ ghi là thay vì nó lấy holder này cái này, mình ghi thêm số 1 ở đây ha, cho nó fail ha. Coi nó có chụp hình không mà mình cần phải chạy lại cái thằng này.
Ok, mình cần phải chạy lại cái Cyref test. NBX Cyref run trừ trừ n trừ n enter. Các bạn để mặc định thì nó sẽ chạy với cái browser là Electron ha. Electron 100. Rồi á, các bạn sẽ thấy à, đây nó fail nè. Rồi nó báo cho mình này. Nó sẽ generate cái hình ở đây này. Rồi, đây các bạn là tạm thời delete bằng tay nha mình ha. Tương tự ha. Rồi, các bạn quăng cái thằng Cyref report JSON vào trong cái output này ha. Rồi, ok. Bây giờ mình cần phải xài cái tool generate report lúc nãy mình hướng dẫn các bạn á. Đó là not gọi generate report này, enter. Rồi mở lại cái file này, nó cùng cái đường dẫn thôi. Nên mình lên đây ha. Mình refresh lại cái browser. Mình check nó show cho mình cái lối này, show cho mình cái screenshot này. Ở đây là nó lúc nãy mình boot thêm cái số 1 này vào này. Đó. Các bạn thấy không? Nó rất là đẹp ha. Rồi tạm thời hôm nay mình giới thiệu sơ sơ như vậy thôi ha. Chi tiết vô cái bài tiếp theo á, có khả năng mình không dám hứa cái bài tiếp theo nha, có thời gian mình mới làm được. Thì hiện tại các bạn có thể tham khảo ha. Rồi mình xin stop cái video tại đây. Có câu hỏi gì các bạn có thể hỏi mình. Mình sẽ để cái đường dẫn Sky và cái context. Do là mình chưa có quen về cái cách diễn đạt và cách trình bày, cho nên là các bạn cũng thông cảm cho mình nếu nó hơi dài dòng. Cảm ơn các bạn.